trắng hộp với 15 mẫu PVC trắng gương độc đáo nhất tại kho Haroma. Và xin chào tất cả các anh chị em đang xem trên kênh YouTube của Lê Hạ. Và trong ngày hôm nay thì Hạ sẽ cùng với các anh chị đi đến một hành trình trải nghiệm vô cùng là độc đáo và mới lạ với 15 mẫu tấm PVC trắng gương đẹp nhất, độc đáo nhất. Và mình tin chắc rằng với 15 mẫu này, các anh chị sẽ có những cái định hình cho không gian ngôi nhà của chúng ta trở nên sang trọng, bậc nhất Hà Thành này. Chắc chắn rằng khi các anh chị xem hết video này sẽ không làm các anh chị thất vọng. Và để không bỏ lỡ những video tiếp theo với những dòng vật liệu xu hướng trang trí hiện đại mới nhất, các anh chị hãy ấn vào nút đăng ký kênh nha. Bây giờ hãy cùng với Hạ đi tham quan 15 mẫu PVC tráng gương độc đáo nhất nào. Đặc điểm của PVC tráng gương đó chính là bề mặt của nó được phủ tráng gương hay còn gọi là phủ ceramic, nên nó tạo ra bề mặt bóng loáng và khi ghép các tấm lại với nhau thì gần như không nhìn thấy mối nối. Với dòng vật liệu này thì đang được cho rằng là một dòng vật liệu cao cấp nhất và tính thẩm mỹ của nó là hoàn hảo nhất đến cái thời điểm hiện tại. Và thật sự là khó ở trên thị trường có thể tìm được một dòng vật liệu nào mang được tính thẩm mỹ cao đến như vậy. Kết hợp giữa nghệ thuật trang trí hiện đại cùng với công nghệ in 8D tạo ra cho chúng ta một không gian vô cùng là đẳng cấp. Và với công nghệ in 8D này, nó sắc nét và chân thực đến từng chi tiết. Hơn nữa, toàn bộ mực in sẽ được sử dụng là mực in của Mỹ và bề mặt của nó sẽ được phủ lên một lớp ceramic. Lớp ceramic này có tác dụng chính là giúp cho bề mặt của chúng ta trở nên đẹp hơn, bóng hơn. Và tác dụng số 2 đó chính là tạo ra vật liệu trở nên bền màu với thời gian. Và toàn bộ được in trên bề mặt tấm PVC với khả năng chống ẩm mốc và chống co ngót, tuổi thọ lên đến trên 15 năm. Và trên đây là 15 mẫu PVC tráng gương đẹp nhất đến thời điểm hiện tại và đang được ưa chuộng nhất. Mời các anh chị em thì mình cùng tham khảo với Haroma nha. Các anh chị em thì mình thích mẫu nào cứ lưu ngay video lại để có khi cần dùng đến. Và ngoài 15 mẫu này ra thì Haroma còn sở hữu rất là nhiều những mẫu phòng ngủ, phòng khách đẹp khác nữa. Haroma có để lại ở trong phần mô tả cái đường link để tải toàn bộ tất cả những mẫu mã đẹp nhất của tấm PVC Haroma này. Và đừng quên cái hẹn với Hạ vào mỗi buổi tối lúc 18:45, Hạ sẽ còn liên tục cập nhật thêm những thông tin về dòng vật liệu mới tới các anh chị em nhà mình trong lĩnh vực xây dựng nội thất này. Để không bỏ lỡ những video đó, các anh chị hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Đồng thời nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào thì cứ mạnh dạn để ở phần bình luận, Hạ sẽ giải đáp cùng với các anh chị em nhà mình. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình trong những video tiếp theo. Xin chào.